Tối ngày 13 tháng 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017 đã bế mạc sau gần một tuần với những hoạt động sôi nổi và đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Liên hoan văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ với những tiết mục trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên, đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng trong bối cảnh hội nhập. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay có 734 gian hàng với 184 doanh nghiệp, trong đó có 58 gian hàng của 12 doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên đã có 25 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Tây Nguyên với tổng vốn đăng ký gần 88.000 tỷ đồng. Với chủ đề hội tụ tinh hoa, phát huy bản sắc, liên kết phát triển, lễ hội năm nay không chỉ tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột mà còn thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc phát huy thế mạnh về du lịch dựa trên bản sắc văn hóa Tây Nguyên, cũng như mong muốn chia sẻ với các đối tác trong và ngoài nước khát vọng phát triển của Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Để có đầy đủ thông tin từ dịch vụ giới thiệu gia sư, cho vay ngân hàng, hoàn các bê tông đến quảng cáo nhà hàng, quán ăn, nhà trọ, người giảng thì nhiều, người quan tâm thì ít. Kết quả là từ những công trình công cộng đẹp đẽ, giờ đây đều trở nên nhem nhút.